Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi mùi. Đây là video clip em làm về tử vi của tháng Bính Thìn năm Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi mùi. Có những người là bác, có những người là anh, là chị, cũng có những người là em của anh ba tử vi. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà mình tổng hợp được từ sách vở về cái tử vi của mọi người trong cái tháng này, nó sẽ đem lại cái một cái tiền đề tốt để mọi người có thể ứng dụng vào cuộc sống mà có được cái thuận lợi, có một cái thông tin nhất định ở cái tử vi của mình. Đầu tiên hết á, là người tuổi Ất Mùi á, thì em sẽ làm cái người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Người này á, là mệnh là Sa Trung Kim, tức là vàng trong cát. Đây là tuổi của ba mẹ của mình luôn, cho nên mình ưu tiên mình làm trước. Những người tuổi Mùi thì do là mình chưa làm cái tử vi của năm Mậu Tuất cho những người tuổi Ất Mùi, cho nên là mình sẽ nói sơ về cái vận hạn tử vi của năm Mậu Tuất sơ khởi cho những người tuổi Mùi, tuổi Ất Mùi cả năm, rồi sau đó mới ứng vào cái riêng cái tháng Bính Thìn tháng 3 âm lịch này. Đầu tiên hết thì người Ất Mùi mà nam mạng á, thì mệnh là Sa Trung Kim, tức là vàng trong cát, gặp năm Bình Địa Mộc, tức là kim khắc mộc, là năm tương khắc về bản mệnh. Xấu, cẩn thận về sức khỏe, bản mệnh có thể là rất xấu, đề phòng tai nạn. Nam á, của nam mạng á, thì là gặp sao La Hầu, một cái sao rất xấu, người ta gọi là nam La Hầu nữ Kế Đô, có thể nói là rất xấu đối với cái người mà nam mạng, rối rắm, ốm đau và hạn rất nặng. Hạn tam kheo, xây xác tay chân nhẹ. Vận niên thì lại gặp cẩu cuồng phong, tức là chó điên dại rất là xấu. Thiên can Ất Mộc là bình thường. Tuy nhiên Ất á, là hành mộc, Mậu á, thuộc hành thổ, mà Mộc á, thì khắc thổ, cho nên gọi là thiên can, ngũ hành của thiên can là tương khắc xấu. Địa chi Mùi Tuất, Thìn Tuất Sửu Mùi, Mùi với Tuất là thuộc nhóm tự hình hay còn gọi là lục phá, sẽ đem lại nhiều điều rối rắm trong gia đạo, thậm chí là bổn mạng không có được yên thân. Còn nữ mạng của người mà Ất Mùi á, tử vi của năm Mậu Tuất á, thì mệnh là Sa Trung Kim, gặp năm Bình Địa Mộc là kim khắc mộc, không tốt. Sao á, thì các bác các cô có sao Kế Đô ha, sao Kế Đô thì rất xấu cho những người mà nữ mạng, tai tiếng đau ốm. Hạn là thiên tinh, rối rắm tranh chấp. Vận niên là cẩu cuồng phong, chó dại, cũng như là các người nam xấu luôn. Thiên can Ất Mộc, Ất là mộc, Mậu là thổ, Ất với Mậu là bình thường, nhưng mà mộc với thổ là tương khắc, như vậy là ngũ hành của thiên can là tương khắc xấu. Địa chi Mùi Tuất là tự nhóm tự hình hay còn gọi là lục phá, đem đến nhiều điều mới rất là khó khăn. Như vậy thì cả nam lẫn nữ của tuổi Ất Mùi đều rơi vào những cái sao mà tinh quân xấu nhất của đối với nam hay nữ. Như vậy là sẽ có rất là nhiều điều mà khó khăn chờ đón mọi người ở trong cái năm này, đặc biệt là những người nam mạng. Bổn mạng của những người nam mạng năm nay rất là yếu. Tại sao? Tại vì nếu như là cùng là Kế Đô thì xấu cho nữ, La Hầu là xấu cho nam, nhưng mà Kế Đô thì dù gì nữa nó thuộc hành kim, người có mệnh kim thì nó sẽ đỡ, nhưng La Hầu thì không phải mệnh kim đâu. Cho nên là cẩn thận ha, nó sẽ có nhiều cái điều mà rất là rắc rối cho đến tới bổn mạng của mình đó. Mạng á thì nói thật sự ra mà nói, nếu mà yếu mệnh, bổn mệnh yếu thì các nam mạng sinh năm Ất Mùi cực kỳ khó khăn, cho nên là cần để ý nhiều ha về phần bệnh hoạn của mình, đặc biệt là tam kheo, xây xác tay chân, nói là nhẹ nhưng mà thật sự không nhẹ đâu, cho nên là các bác và các chú nhớ cẩn thận. Gặp đó là cả năm, còn thế mà xét vào tháng 3 âm lịch đi,
tháng 3 âm lịch, tháng 3 âm lịch là tháng Bính Thìn, là một tháng thổ. Mạng của các bác, các chú là mệnh kim, các cô là ha, là mệnh kim. Như vậy là mạng là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổ mạng tốt ha, là một điều may mắn. Rồi, thiên can ất bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Mà thiên can chữ ất là thuộc hành mộc, chữ bính là thuộc hành hỏa. Như vậy là ất sinh hỏa, mộc sinh hỏa, ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa tốt cho công việc. Tuy là cái chữ ất của các bác nó sinh ra chữ bính, nhưng mà nó cũng không đến nỗi nào đâu. Gọi người, nhiều người xét là sinh xuất, nhưng mà cũng không phải là như quá nặng nề. Địa chi mùi thìn, thìn tuất sửu mùi, mùi với thìn thì dù là nó trong tứ hành xung nhưng mà nó ở khá xa nhau, cho nên có thể nói là nó không hình hại, không tương sinh mà không sinh hợp gì hết. Mà định nạp âm ngũ hành của mùi và thìn thì đều là hành thổ, cho nên là nó nhẹ nhàng, mọi điều nó sẽ ok. Như vậy thì cả bác nam và nữ tuổi ất mùi sẽ không có gặp quá nhiều khó khăn ở trong cái tháng bính thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất này. Cho nên có thể nói là các bác yên tâm ha, sức khỏe mình cũng, tuy là mình có sao hạn xấu nhưng mà cái tháng này nó đâu có xấu. Khi mà thổ nó sinh kim á, thì bản mệnh mình được tương sinh á, thì các cái tinh quân tốt ở trong của mình nó sẽ phát sáng, mà nó chế hóa những cái sao hạn xấu cũng như cái vận niên xấu gây ra cho mình. Rồi tiếp theo nữa là tháng tiếp theo nữa là người của đinh mão, người đinh mùi á, là coi đinh mùi là sinh 1967. Do người đinh mùi á thì á, là em đã làm cái tử vi của năm Mậu Tuất cho người đinh mùi rồi, cho nên là mình không có nói lại cho những người đinh mùi cái phần mà tử vi cả năm, mình chỉ nói cái phần mà tử vi riêng cái tháng 3 thôi. Thì tháng 3 là một tháng thổ, tháng bính thìn là tháng thổ, mạng của người đinh mùi là mạng thủy, như vậy là thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn, bổn mạng nguy nan. Người đinh mùi nhớ cẩn thận ha. Vì sao? Nam của cái tuổi này cũng là một vấn đề, tại vì nên nhớ là em đã nói ha, nam kế đô không xô cũng ngã. Cho nên là các anh nên nhớ cẩn thận giùm em ha, cái người đinh mùi nhớ cẩn thận giùm em, chứ còn đừng có nói mà tháng 3 này là tháng mà bạn tháng nó khác bản mệnh nữa, cho nên là cái phần mà đau ốm tai tiếng nó rất là dễ vận lên người của mình, cho nên các anh cần cẩn thận. Thiên can của tháng là bính, các anh là đinh, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên bính và đinh đều thuộc hành hỏa hết, cho nên là ngũ hành thiên can là cùng hàng, có thể nói là thuận lợi cho công việc. Mùi và thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương xung gì như đã nói ở trên. Dù là nó có thìn tuất sửu mùi trong tứ hành xung đi nữa nhưng mà xa nhau quá thì cũng không tính. Chừng nào hai thằng kế bên nhau, thìn với tuất thì lục xung thì mình sợ. Cho nên là về gia đạo thì không có việc gì quá lớn đâu. Tuy nhiên là tháng này là các anh thì các anh trai đinh mùi thì em cực kỳ cẩn thận sức khỏe của mình cũng như những cái vấn đề mà về bổ mạng. Nếu không muốn là ân hận không kịp. Cái gì mình có nhiều chứ, mạng thì chỉ mình có một cái thôi. Tiền mình có nhiều được, xe mình có nhiều được, nhà mình có nhiều được, nhưng mà mạng thì chỉ có một mạng thôi, cho nên là nhớ bảo vệ nó cho tốt ha. Đó là những cái gì mà người tuổi đinh mùi phải chú ý trong cái tháng bính thìn của năm Mậu Tuất. Tiếp đến là người tuổi mùi khác, đó là tuổi kỷ mùi. Người này là người mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, hỏa rất là lớn. Rồi cũng như là đinh mùi thì mình đã làm cái tử vi của năm Mậu Tuất cho người này rồi, cho nên là mình chỉ nói vào tháng thôi, thậm chí là mình cũng đã nói tháng rồi. Mạng thì hỏa, tháng bính thìn là tháng thổ, cho nên là gọi là hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh sức tháng, đề phòng tai nạn, tuy nhiên có cũng dễ dàng vượt qua. Sinh xuất chứ nó chỉ yếu đi thôi, nhưng mà yếu đi thì năm nay là năm hợp hỏa, năm nay hỏa vượng, can mậu thuộc dương mà ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa rất là vượng, cho nên là
có sinh xuất ra thổ một tí xíu thì cũng bổn mạng cũng không quá nguy nan, có thể có bệnh, có cái điều mà rắc rối nhưng mà không quá nguy nan. Chỉ sợ rằng nó sinh xuất nó làm cho những cái tinh quân tốt ở trong cái bản mệnh của mình nó xảy đến đi, mà nó nặng nề đối với nam. Tại vì tại sao nam cũng nên nhớ là các em nam là dướng sao thái bạch, chứ mà nữ thì sao thái âm là may mắn, danh lộc tốt, công việc nó cũng ok, gặp vận niên là long ngộ vân nữa thì mọi điều nó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cho nên là chỉ sợ là các anh nam thôi, khi mà cái bổn mạng mình sinh xuất ấy, nó làm cho một lớp mây che lên những cái tinh quân tốt của mình, mà tinh quân tốt mình không phát huy ấy, thì mấy ông tinh quân xấu ông hay hoành hành lắm, cho nên coi chừng cẩn thận ha. Rồi thiên can á, kỷ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tuy nhiên bính thuộc hành hỏa, kỷ thuộc hành thổ, nhưng có thể nói là sinh nhập tương sinh, hỏa sinh thổ, công việc dễ sinh tài lộc, mọi điều sẽ hanh thông. Tốt chứ bộ, nếu mà thiên can của tháng này như vậy là tốt đối với các anh. Địa chi á, Mùi Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung, không tương hợp với nhau, cũng giống như các anh Đinh Mùi, không phải quan tâm nhiều đến cái việc gia đạo cũng như là một chút gì đó trong khó khăn trong công việc thì cũng không có đến nỗi nào. Tuổi Mùi tiếp theo đó là các em tuổi Tân Mùi. Tân Mùi này thì anh cũng chưa có làm cái tử vi cả năm, cho nên sẽ nói sơ cái tử vi cả năm. Tân Mùi thì năm nay thật sự là không tốt. Tân Mùi thì mệnh là lộ bàn thổ, năm nay bình địa mộc, mộc khắc thổ, bản mệnh bị tương khắc. Nam mạng đó, sao nam mạng la hầu rối rắm nạn tai, hạn tam kheo xây sát tay chân, vận niên cẩu cuồng phong chó dại xấu. Thiên can tân mậu bình hòa. Tuy nhiên tân là thuộc hành kim, mậu thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là ngũ hành của thiên can là sinh nhập có lợi, công việc cũng có thể là có điều tốt đẹp. Địa chi Mùi Tuất thuộc nhóm tự hình, thìn tuất sửu mùi, mùi với tuất thuộc nhóm tự hình, dễ gây ra xào xáo, gia đạo có những việc mà bất ổn. Rồi nữ mạng cũng lộ bàn thổ gặp bình địa mộc là mộc khắc thổ, bổn mạng có vấn đề xấu. Sao kế đô thị phi tai nạn, hao tài tống cổ. Hạn thiên tinh rối rắm tranh chấp, vận niên cẩu cuồng phong xấu. Thiên can tân gặp mậu cũng giống như mấy anh nam, cũng có lợi, sinh nhật có lợi. Địa chi Mùi Tức tự hình là mọi điều xấu về gia đạo. Như vậy thì Tân Mùi rõ ràng là nam la hầu nữ kế đô, đây là vấn đề của những cái người mà cùng tuổi. Anh hay khuyên những người mà cùng tuổi không nên lấy nhau là chính vì như là ví dụ như anh chồng la hầu nữ, vợ kế đô thì coi như là xong luôn. Cẩn thận. Rồi bây giờ tiếp tục xem. Như vậy thì với những cái gì mà thể hiện thì rõ ràng là người tuổi Tân Mùi hôm nay gặp nhiều điều xấu, gặp tháng này nữa là tháng có vấn đề với tuổi Mùi. Xem coi thử tháng Bính Thìn này đối với tuổi Tân Mùi nó có xấu, nó có xấu luôn không, đã xấu cả năm rồi mà xấu luôn nữa chắc chết. Cho nên là để xem coi những tuổi Tân Mùi này nó như thế nào. Đầu tiên hết thì tháng Bính Thìn là tháng thổ, người Tân Mùi cũng là mạng thổ đồng hàng, bản mệnh đồng hàng thổ, cho nên là tháng sức khỏe cũng có bổn mạng tốt, có bệnh cũng vượt qua không quá nặng nề. Thiên can thì thuộc ngũ hợp, chữ bính của Bính Thìn hợp với chữ tân của Tân Mùi của các em, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, cho nên là công việc của cái tháng này dù là các em có sao mệnh của cả năm nó không tốt nhưng nó vẫn dễ sinh tài lộc và có tiền tài, chứ không phải là cả năm mình xấu thì cái tháng nào nó cũng xấu luôn. Thì có thể là cả năm xấu nhưng mà tháng thì nó cũng sẽ có cái tháng tốt, chứ không phải là tháng nào nó cũng xấu. Về mặt địa chi á, thì Mùi và Thìn á, thì Thìn tức sửu mùi là tứ hành xung, nhưng mà Thìn với Mùi nó cách xa nhau cho nên là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung nhau, cũng không tương hợp. Mùi với Thìn thì nó được rất may là nó cùng hành thổ, cho nên là nó đỡ rất là nhiều thứ cho các em tuổi Tân Mùi.
Như vậy là đối với tháng 3, tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất 2018, đối với các em mà Tân Mùi, nam thì dướng sao La Hầu, nữ dướng sao Kế Đô của cả năm, thì nó cũng vẫn là một trong những cái tháng không có gì là quá khó khăn. Thì vì sao? Thổ nó vẫn đồng hàng, bản mệnh đồng hàng Thổ thì sức khỏe bổn mạng tốt, bệnh thì cũng có thể vượt qua. Thiên can rất là may mắn là sao chữ Bính nó hợp Tân, thì rõ ràng là khi mà có ngũ hợp thì nó tương sinh ra nhiều điều dễ dàng mà làm cho mọi người, làm cho các em có cái công việc là ổn định hơn, mà có thể mà có được cái cuộc sống tốt đẹp. Về địa chi thì không có gì quá khó khăn. Tuổi Mùi tiếp theo, đó là những em nhỏ tuổi Quý Mùi, và cũng có thể là những bác lớn tuổi Quý Mùi sinh năm 1943 và Quý Mùi nhỏ là sinh 2003. Thì ở đây chỉ nói chung thôi, tại vì hai tuổi này thì rõ ràng là một thì đã ở trong cái tình trạng là chờ dưỡng lão rồi, hai là còn đang học hành. Thì chỉ nói sơ thôi, do là em chưa có làm cả cái tử vi cho cả năm Mậu Tuất. Đối với hai tuổi này thì em có nói sơ như thế này. Nam mạng của Quý Mùi đối với năm Mậu Tuất thì như sau. Mạng là Dương Liễu Mộc, gặp năm Bình Địa Mộc là bản mệnh cùng hàng, cho nên là có thể nói sức khỏe không có vấn đề. Nam mạng sao thì sao Thái Bạch, hao tài đau ốm. Hạn thì toán tập trở ngại va vấp. Vận niên là Ngưu Canh Điền, trâu cày ruộng, một vận niên cũng bình thường, không có gì là quá khó khăn. Thiên can thì chữ Mậu là nó hợp với chữ Quý, thuộc ngũ hợp, rất tốt cho cuộc sống. Chỉ còn cái này thì không có tốt cho về làm ăn, tại vì người 2003 thì quá nhỏ để làm ăn, mà người 1943 thì quá lớn để làm ăn rồi. Có thể nói là cuộc sống nó sẽ không có gì trở ngại, không có quá nhiều va vấp. Mùi với Tức thì thuộc nhóm tự hình, thì sẽ có gia đạo, sẽ có một chút buồn phiền và không tốt lành. Nữ mạng của Quý Mùi thì may mắn hơn. Mạng thì Dương Liễu Mộc, tức là cây liễu đó, thì gặp Bình Địa Mộc là cùng hàng mộc, cho nên sức khỏe ok. Nhưng sao thì gặp sao Thái Âm, một cái sao, một cái tinh quân tốt, đem lại may mắn, danh lộc tốt. Hạn thì Huỳnh Tiền, phòng bệnh nặng là chủ yếu. Vận niên thì Ngưu Canh Điền. Thiên can thì Mậu hợp Quý, cũng giống như nam, thì rất tốt cho cuộc sống. Địa chi thì cũng giống như nam, Mùi Tức thì tự hình. Như vậy thì rõ ràng là người Quý Mùi mà nam mạng thì không tốt lành lắm. Tự sao Thái Bạch nó hành kim, mà nó kim nó lại khắc bản mệnh của mình là mộc. Mà khi mà cái sao Thái Bạch mà hành kim mà nó sẽ làm cho những người bệnh mộc rất là khó chịu. Kim nó khắc mộc mà, cho nên là cần để ý. Mà khi nó đã khắc mộc rồi thì nó sẽ có xảy đến nhiều cái việc cho bản mệnh, vì cái việc cho mà cuộc sống nó có không có được tốt lành. Còn nữ thì sao Thái Âm, sao Thái Âm này thì không có ảnh hưởng gì nhiều đối với cái bổn mạng, mà thậm chí nó còn đem đến may mắn danh lộc nữa. Mạng như vậy thì xét cho năm cái tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất này, tháng Bính Thìn là tháng Thổ. Các bác hoặc các em thì là mệnh mộc, mộc khắc Thổ, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề, không nên đi xa. Mà các người nam tuổi Quý Mùi này thì đang là dưỡng sao Thái Bạch nữa, mà sao Thái Bạch lại khắc mộc nữa, cho nên là đặc biệt phải chú ý về phần sức khỏe và cũng như là những cái điều mà đã nêu ở trên. Thiên can thì Quý Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là Quý nó thuộc hành thủy, Bính về đạp âm ngũ hành nó thuộc hành hỏa, cho nên là thủy nó khắc hỏa, ẩn chứa nhiều khó khăn trong cuộc sống hay là học tập. Nên là cuộc sống có thể là của những người Quý Mùi lớn sinh năm 1943 thì nó sẽ có những cái khó khăn về tiền bạc, có thể là bệnh nạn gì đó. Còn mà về phần mà chữ của những người, những mấy em mà mấy cháu mà sinh năm 2003 thì cẩn thận coi chừng gặp khó khăn, nhất là những tháng là tháng 3 này là vào tháng thi cử, cho nên là cần cẩn thận nhiều thứ. Mùi với Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp, thì có thể nói là gia đạo cũng không có việc gì xảy ra. Nhưng đặc biệt là các em nhỏ sinh năm 2003 với cái thiên can mà bị khắc bên nạp âm ngũ hành thì
để ý về bản mệnh, để ý về cái việc học tập. Còn các bác mà sinh năm 1943 do mộc nó khắc thổ, bộ bản mệnh khắc tháng thì đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề bệnh hoạn, cho nên là để ý nhiều, đặc biệt là các bác nam. Còn các bác nữ thì có thể là sẽ không có việc gì xảy ra đâu ha. Như vậy á, là em đã tổng hợp xong cái tử vi cho tất cả những người tuổi Mùi đối với cái tháng Bính Thìn năm Mậu Tuất 2018. Hy vọng rằng những cái thông tin mà em đã tổng hợp từ sách vở, từ những nhiều nguồn khác nhau vừa rồi sẽ giúp được mọi người có được những cái cương nhu trong cuộc sống một cách tốt hơn, có được cái thông tin để mà biết rằng là mình nên cương hay nên nhu, mình nên đề phòng cái gì để mà có cuộc sống tốt đẹp hơn, sinh ra tài lộc. Video đến đây là hết. Ai xem video thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ bên dưới. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video tiếp theo có thể nói về tử vi của tuổi của mình cũng như tuổi của người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.